Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh youtube báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Vài ngày trước vụ ám sát ông Donald Trump bất thành, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc gọi với các nhà tài trợ và nói rằng đã đến lúc đặt ông Trump vào hồng tâm. Trong buổi phỏng vấn với người dẫn chương trình đài NBC News, Lester Holt, được phát sóng ngày 15 tháng 7, Tổng thống Biden nói ông không nên dùng từ ngữ như trên. Ông giải thích đó là một sai lầm khi sử dụng từ ngữ, ý của tôi là muốn tập trung vào ông Trump, tập trung vào những điều ông ấy đang làm, vào chính sách cũng như những lời nói dối ở buổi tranh luận. Các nhân chứng trong buổi phỏng vấn cũng thuật lại phát biểu của ông Biden rằng, nhiệm vụ duy nhất của tôi là đánh bại ông Donald Trump, chúng ta không nói về cuộc tranh luận nữa, đã đến lúc đưa ông Trump vào hồng tâm. Sau khi ông Trump bị ám sát hụt, nhiều thành viên Đảng Cộng hòa đã tăng cường chỉ trích tổng thống Biden cho rằng tuyên bố đưa ông Trump vào Hồng Tâm nói trên là một trong những phát biểu góp phần gây ra sự việc. Trong một trích đoạn khác của cuộc phỏng vấn với NBC, Tổng thống Mỹ cho biết đã có cuộc gọi thân tình với ông Trump. Ông đã gửi lời chúc bình an từ gia đình mình đến ông Trump và hy vọng gia đình ông ấy vượt qua sóng gió. Ông Biden cho biết cá nhân trong những ngày qua dành sự quan tâm chủ yếu đến sức khỏe của ông Trump, không suy đoán liệu vụ ám sát hụt ở Pennsylvania có tác động đến cục diện cuộc bầu cử năm nay hay không. Sau khi vụ việc xảy ra, Đường Kim Tổng thống cũng cho biết ông Trump với tư cách là cựu tổng thống và ứng cử viên của Đảng Cộng hòa đã nhận được mức độ an ninh cao hơn và ông cũng đã chỉ đạo cơ quan mật vụ cung cấp cho ông ấy mọi nguồn lực, khả năng và biện pháp bảo vệ cần thiết để đảm bảo sự an toàn liên tục. Trong bài phát biểu từ phòng bầu dục, ông Biden kêu gọi người dân đoàn kết sau vụ cựu tổng thống Trump bị ám sát hụt. Chủ nhân nhà trắng khẳng định nước Mỹ sẽ không cho phép bạo lực chính trị trở nên bình thường hóa và sự thù hận chắc chắn không có nơi trú ẩn. Kể từ man thể hiện yếu thế trước ông Trump trong cuộc tranh luận tổng thống hai tuần trước, ông Biden đã phải đối mặt với sự nghi ngờ ngày càng tăng từ các nhà tài trợ, những người ủng hộ và các thành viên Đảng Dân chủ về khả năng đánh bại cựu tổng thống Đảng Cộng hòa và theo kịp yêu cầu của công việc. Tuy nhiên, ứng viên 81 tuổi của Đảng Dân chủ cam kết giữ nguyên kế hoạch tranh luận với đối thủ trên sóng truyền hình trực tiếp vào tháng 9 tới khẳng định sẽ có màn thể hiện khác với lần trước. Mới đây, Wall Street Journal dẫn nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết tỷ phú Elon Musk sẽ quyên góp cho American PAC, siêu ủy ban hành động chính trị ủng hộ chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump. Ba nguồn tin nói với New York Times rằng siêu ủy ban hành động chính trị này do những người bạn thân nhất của vị tỷ phú lập ra, nhằm giúp cho vị tỷ phú có thể đóng góp một phần quan trọng cho nỗ lực tranh cử của ông Trump. Theo danh sách quyên góp được American PAC công bố ngày 15 tháng 7, nhóm đã huy động được 8,75 triệu đô la Mỹ. Nguồn tin cho biết tỷ phú Elon Musk có kế hoạch bắt đầu quyên góp từ tháng 7. American PAC và tỷ phú Musk hiện chưa lên tiếng về thông tin này. Động thái nói trên làm nổi bật tầm ảnh hưởng của ông trùm công nghệ đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số tỷ phú của Bloomberg với tổng giá trị tài sản dòng là 263,6 tỷ đô la Mỹ. Trước đó, ông Mert luôn tự nhận là cá nhân độc lập về mặt chính trị và tránh xa chính trường. Đầu năm nay, ông cũng từng tuyên bố sẽ không tài trợ cho ứng viên tổng thống nào. Tuy nhiên, tin tức gần đây cho biết ông Trump và tỷ phú mất đã có các cuộc gặp gỡ hiếm hoi. Cuối tuần qua, ông mất cũng chính thức tuyên bố ủng hộ ông Trump sau vụ cựu tổng thống bị ám sát hụt trong lúc vận động tranh cử ở Pennsylvania. Tôi hoàn toàn ủng hộ cựu tổng thống Trump và hy vọng ông ấy sẽ chóng bình phục. Ông Musk đang trên ích đồng thời nói thêm trong bài đăng khác rằng lần gần nhất nước Mỹ có một ứng viên kiên cường như thế này là Theodore Roosevelt. Việc tỷ phú này bơm tiền vào đúng thời điểm ông Trump đã vượt qua đối thủ của Đảng Dân Chủ, Tổng thống đương nhiệm Joe Biden trong việc gây quỹ với sự giúp đỡ của các tài phiệt phú quân, lãnh đạo doanh nghiệp giàu có. Trong khi đó, sau màn tranh luận tệ hại hồi cuối tháng 6, Tổng thống Mỹ Biden khiến nhiều nhà tài trợ cho Đảng Dân Chủ xem xét lại việc quyên góp. Theo Bloomberg, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 đang trên đà trở thành cuộc bầu cử tốn kém nhất trong lịch sử. Trong số các tổ chức bên ngoài ủng hộ ông Trump, American PAC là tổ chức chi nhiều nhất cho việc liên hệ trực tiếp với cử tri. Hồ sơ liên bang cho thấy, cho đến nay họ đã chi 15,8 triệu đô la Mỹ, trong đó 13,1 triệu đô la Mỹ dành cho các hoạt động thực địa. Nhóm này cũng đã chi tiền cho các hoạt động truyền thông kỹ thuật số, nhắn tin và gọi điện thoại để tiếp cận cử tri. Armenia, nước vốn là đồng minh thân cận với Nga, vừa qua đã tiến hành diễn tập với Mỹ sau khi tuyên bố rút khỏi Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO, Liên minh quân sự do Moscow dẫn đầu. Cuộc diễn tập có tên Đối tác Đại Bàng khai mạc hôm 15 tháng 7 và sẽ kéo dài tới ngày 24 tháng 7, huy động sự tham gia của lực lượng gìn giữ hòa bình Armenia, lục quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi, USA, REUR, AF và lực lượng vệ binh quốc gia bang Kansas, Bộ Quốc phòng Armenia cho biết, song không đề cập số lượng binh sĩ. Cơ quan này cho biết, mục đích của cuộc diễn tập là tăng cường khả năng tương tác của các đơn vị tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình quốc tế, trao đổi kinh nghiệm tốt nhất về kiểm soát và liên lạc chiến thuật, nâng cao khả năng sẵn sàng của lực lượng Armenia. Armenia là đồng minh và đối tác kinh tế chính của Nga sau khi Liên Xô tan rã năm 1991. Nước này có một căn cứ quân sự của Moscow trên lãnh thổ đồng thời là thành viên của tổ chức hiệp ước an ninh tập thể CSTO Liên minh an ninh do Nga dẫn đầu. Tuy nhiên, quan hệ giữa Armenia và Nga đã trở nên căng thẳng sau khi Azerbaijan năm ngoái phát động chiến dịch chớp nhoáng để chiếm vùng Nagorno-Karabakh, chấm dứt ba thập kỷ khu vực này nằm dưới kiểm soát của lực lượng ly khai thân Yerevan. Armenia cáo buộc Điện Kremlin không bảo vệ được nước này trước mối đe dọa an ninh từ Azerbaijan. Sau khi mất Nagorno-Karabakh, Armenia tìm cách thiết lập các liên minh an ninh mới bằng cách tăng cường quan hệ với phương Tây. Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan hồi tháng 6 tuyên bố Yerevan sẽ rút khỏi CSTO, cáo buộc các thành viên của khối đã không hoàn thành nghĩa vụ của họ theo quy định, thậm chí đang âm mưu cùng Azerbaijan gây chiến với Armenia. Ông không nêu cụ thể thời điểm Yerevan sẽ chính thức rời khối. Armenia trước đó cũng hủy tham gia các cuộc diễn tập chung của CSTO cũng như từ chối góp mặt tại hội nghị thượng đỉnh của liên minh. Sau đó, ngay trong tháng 7, Armenia đã tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO theo lời mời của tổ chức này. Về việc này, hãng thông tấn Nga RIA Novosti dẫn lời thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cho biết, nước này lấy làm tiếc sâu sắc về hành động của Armenia. Thứ trưởng Galuzin nêu rõ, bằng cách tăng cường hợp tác với những bên có mục tiêu nhằm làm suy yếu chiến lược của Nga, Armenia có nguy cơ gây mất ổn định nghiêm trọng tình hình ở Nam Caucasus, gây tổn hại đến an ninh của chính mình trong số những thứ khác bằng chính tay mình. Tôi tin rằng các chuyên gia và chính trị gia giàu kinh nghiệm ở Armenia hiểu được hậu quả có thể xảy ra của những bước đi như vậy. Theo quan chức ngoại giao Nga nêu trên, Armenia muốn tăng cường hợp tác với NATO hoặc từng thành viên của liên minh, đặc biệt là về việc thực hiện các tiêu chuẩn của NATO, mua vũ khí hoặc tiến hành các hoạt động huấn luyện chung chưa nói đến việc tham dự hội nghị thượng đỉnh của khối quân sự chính trị này được tổ chức tại Mỹ. Thứ trưởng Galuzin nhấn mạnh điều này không thể không gây ra sự hối tiếc cực độ. Ông Galuzin lưu ý thêm rằng Armenia vẫn là thành viên của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể do Moscow đứng đầu và là một bên tham gia nhiều thỏa thuận song phương trong lĩnh vực quốc phòng và công nghệ quốc phòng. Nhật báo Munchner Merkur mới đây đưa tin chính phủ Đức đã bí mật chuyển một gói viện trợ mới cho Ukraine từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7. Tờ báo gọi lô hàng này là khổng lồ, nói thêm rằng nó được thực hiện một cách bí mật và hầu như không gây chú ý. Sau khi phân tích dữ liệu của chính phủ, Mơ Cua cho rằng gói vũ khí trên bao gồm 39 loại xe thiết giáp hạng nặng khác nhau từ kho của quân đội Đức và các doanh nghiệp quốc phòng của nước này. Mơ Cua cũng cho biết Kiev đã nhận thêm 10 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 1A5 và 20 xe chiến đấu bộ binh Marder IFV cùng nhiều khoản viện trợ bổ sung khác. Dữ liệu mở ra nội các của Thủ tướng Olaf Scholz công bố cho thấy, tổng số xe tăng Leopard 1A5 và xe tăng Marder IFV mà Đức cung cấp cho Ukraine đã lần lượt tăng lên 50 và 120 chiếc. Các thiết bị hạng nặng khác trong đợt bàn giao mới nhất bao gồm nhiều loại phương tiện kỹ thuật và giả pháo bom mìn. Gói viện trợ này cũng gồm 55.000 viên đạn pháo, loại 155mm. Lô vũ khí mới nhất còn bao gồm hai hệ thống phòng không iris trên mặt đất và ba bệ phóng tên lửa đa nào HIMARS do Mỹ sản xuất. Vào tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris historios đã tuyên bố Berlin sẽ trả tiền cho việc chuyển giao các hệ thống do Mỹ sản xuất cho Ukraina. Ngoài ra, Đức còn có kế hoạch gửi thêm 85 xe tăng Leopard 1A5 tới Ukraina vào một thời điểm chưa xác định như một phần trong kế hoạch hợp tác viện trợ với Đan Mạch. Các đợt bàn giao trong tương lai sẽ bao gồm thêm 20 chiếc IFV Marder. Chính phủ Đức hiện chưa bình luận về thông tin trên. Trong một diễn biến khác, ông Dominic Sassone, người phụ trách chuyên mục của ấn phẩm The American Conservative của Mỹ cho biết, chính sách nguy hiểm của phương Tây đối với Ukraina có thể dẫn đến xung đột trực tiếp giữa Liên minh Bắc Đại Tây Dương và Nga. Ông cũng lưu ý, đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi chính sách phương Tây sẽ dẫn đến sự đối đầu trực tiếp giữa Nga và thành viên NATO, thậm chí có thể là Mỹ. Theo ý kiến của ông Sassone, thất bại của Ukraine là không thể tránh khỏi, nên phương Tây ngày càng làm xung đột trầm trọng thêm bằng cách cung cấp cho Kiev những loại vũ khí ngày càng nguy hiểm và gây chết người. Điều này sẽ mở rộng danh sách các mục tiêu hợp pháp của Moscow, nhà báo bổ sung. Đồng thời, báo chí phương Tây đóng vai trò không phải cuối cùng trong cuộc xung đột Nga-Ukraine họ góp phần làm căng thẳng ngày càng gia tăng. Trong khi đó, cựu cố vấn Lầu Năm Góc Douglas McGregor cho rằng Mỹ đã ép Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa quân tới miền đông Ukraine. Gần đây, ngày càng có nhiều ý kiến ở phương Tây về cuộc xung đột vũ trang trực tiếp giữa Liên minh và Nga. Điện Kremlin lưu ý, Moscow không đe dọa ai nhưng sẽ không bỏ qua những hành động có khả năng gây nguy hiểm cho lợi ích của mình. Do đó, các kịch bản mà Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân có thể xảy ra trong trường hợp an toàn của quốc gia bị đe dọa hoặc xuất hiện các hành động chống lại nga hoặc các đồng minh của nước này